Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Chào với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc xe cỏ, có thể nói là xe cỏ. Những chiếc xe này nó rất là rẻ tiền, rất là ít tiền, cho nên bây giờ có thể gọi nó là xe cỏ. Và thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của quý vị và trước màn hình của quý vị và các bạn đang xem là một chiếc xe Daewoo Lacetti phiên bản SE. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 79,000 km rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Lacetti 2011 này ạ. Sau 10 năm sử dụng và với 79,000, chất lượng thì nó sẽ như thế nào ạ? Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 205 triệu đồng, quý vị và các bạn nhé. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội đấy ạ. Với 205 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã có ngay chiếc xe sedan để đi rồi, 5 chỗ đi cả gia đình, rất là hợp lý, rất là đẹp ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, đây chính là chiếc xe Lacetti phiên bản SE đấy ạ. Phiên bản SE tức là chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam và là số sàn ạ. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ các option rồi, các option tiện ích sử dụng rồi đấy ạ, đầy đủ hết tất cả rồi. Nhưng mà sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn qua về cái phần ngoại thất bên ngoài để quý vị và các bạn thấy được chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào đấy ạ. Và tôi cũng xin giới thiệu với quý vị và các bạn, so với cái tầm cùng tuổi, cùng đời xe thì những chiếc xe này là gọi là rất là đẹp đấy ạ. Vì là quý vị và các bạn cũng đã biết đấy ạ, đây nhìn là với cái phần ba đời sốc, phần đầu đây thì quý vị bạn thấy được ạ, cụm đèn rất là mới, rất là đẹp. Mới đẹp như thế này là do chúng tôi đánh bóng đi nhá quý vị và các bạn nhá, do đánh bóng đi cho nên nó mới đẹp như này ạ. Chứ vì là nếu như nhiều người xem lại tưởng là chúng tôi thay đèn, không thay đâu ạ. Vì là nếu như thay, chi phí nó thêm vào rất là nhiều tiền, cho nên chúng tôi chỉ có đánh bóng đi thôi ạ. Kể cả cái phần sơn bên ngoài chúng tôi cũng đã đánh bóng đi hết rồi. Mua về được cái là chúng tôi cũng đã đánh bóng đi luôn rồi đấy ạ. Đấy, cho nên là bây giờ là bên ngoài nó không có vết xước, không có xước sát gì đâu ạ. Và chiếc xe này là nó cũng còn rất đẹp, rất mới so với cái tầm xe mà cùng đời, cùng tuổi với nó là không có nhiều đâu quý vị và bạn nhé. Nếu như cùng đời, cùng tuổi với nó thì những chiếc xe đấy bây giờ là phần lớn là nhiều xe đã bắt đầu mọt rồi. Đấy, những cái phần này là rất hay bị mọt đây quý vị bạn nhé. Nhưng mà chiếc xe này là nó còn nguyên đây này, không có bị mọt miết gì đâu, còn nguyên bản hết đấy ạ. Và nó chạy nhiều hay chạy ít thì tôi sẽ chứng minh được cho quý vị và các bạn thấy được luôn là nó chạy ít đấy ạ. Đấy, nó chạy ít nha, là ví dụ như đây quý vị các bạn ạ, cả một cái dàn lốp này chủ xe thay này, cả một cái dàn lốp này là chủ xe thay từ năm 2016 đến bây giờ là 5 năm sử dụng rồi mà cái lốp nó còn mới còn dày như thế này. Thì quý vị và các bạn biết được là chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không ạ? Đấy, chạy nhiều hay chạy ít mà chúng ta xem về cái đồng hồ nó là một chuyện, nhưng mà xem căn cứ vào rất nhiều yếu tố để xem được là nó chạy nhiều hay chạy ít đấy ạ. Đấy, nếu như mà 2016 mà lốp chọc, bây giờ nếu như chạy nhiều thì lốp nó phải chọc lóc đi rồi cơ, nhưng nó còn vẫn còn mới, còn sắc cạnh như thế này. Đấy, còn dày như thế này thì là quý vị các bạn biết được luôn là chạy ít hay chạy nhiều. Xe thì cũng đã được trang bị la răng đúc đây, cho quý vị các bạn xem cả một cái dàn lốp Michelin mà chủ xe đã thay này, đều date 2016 nhá. Đấy, cho quý vị các bạn, chứng minh cho quý vị các bạn biết được luôn là chiếc xe nó chạy ít hay chạy nhiều nhá. Đây, còn rất dày này. Và date lốp thì cả cái dàn lốp này đều là 2016 hết luôn nhá. Michelin xịn này. Đấy, đây. Tôi quay là tôi giới thiệu là nói có sách và mách thì có chứng ạ. Đấy, các cụ bảo rồi, nói có sách, mách là phải có chứng. Dàn lốp này từ 2016 mà nó lại còn dày như thế này thì quý vị các bạn biết được là chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không ạ? Đây là cái lốp sơ cua quý vị và các bạn nhá. Cái lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ đây ạ. Đấy, lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ. Nếu như nhiều người xem qua cái lốp này là tưởng mới mua lốp. Đấy, vì từ 2011 đến giờ làm gì có cái xe nào mà lốp sơ cua chưa hạ, thì quý vị các bạn xem đây ạ. Cái đết lốp 2011 đấy ạ. Đấy, đây là cái năm sản xuất của lốp nhá. Xe sản xuất năm 2011 là cái đết lốp sơ cua đây, cũng là 2011 luôn. Và cái ốc này vẫn vàng óng luôn ạ. Đây, cái ốc vàng óng luôn ạ. Chưa sử dụng cái lốp sơ cua này một tí nào ạ. Về cái phần bên ngoài
rất là đẹp rồi, dàn lốp cũng rất là đẹp rồi. Bây giờ quý vị và các bạn bỏ tiền ra mua chiếc xe này về, chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi, chứ không phải suy nghĩ vấn đề gì nữa. Nhiều người đi mua xe về còn phải lo thay cái nọ sửa cái kia, thêm tiền nọ tiền kia. Nhưng với chiếc xe này thì không phải thêm cái gì cả. Quý vị và các bạn thích thì sang tên, còn nếu không thì cứ để vậy đi, không thành vấn đề gì cả. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Đấy, về cái phần ngoại thất thì tôi cũng giới thiệu cho quý vị và các bạn như vậy thôi. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nội thất nhé. Đầu tiên là chúng ta mở cái cánh cửa này, cánh cửa bên lái ra này. Đấy, cho quý vị và các bạn xem này. Từ keo chỉ này, cho đến táp lô này. Đấy, táp bi, đây là chiếc táp bi cửa, đều rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Nội thất thì nguyên bản của những chiếc xe này là chỉ là nội thất nỉ thôi ạ. Những chiếc xe số sàn là chỉ được trang bị là ghế nỉ thôi ạ. Nhưng đây là đã được bọc da rồi. Đấy, bọc da rồi, rất là đẹp này. Và đây là chiếc táp bi cửa sau bên lái này. Đấy, cũng rất là mới, rất là đẹp ạ. Đấy, so với những chiếc xe cùng đời cùng tuổi thì chắc chắn là nhiều xe không đẹp bằng đâu quý vị và các bạn ạ. Và nếu đẹp như thế này thì nó cũng có thể được xếp vào cái dạng là hiếm đấy ạ, cực hiếm đấy ạ. Đấy, vì chúng tôi làm xe nhiều, chúng tôi mới biết được, chúng tôi mới so sánh được. Chứ quý vị và các bạn không làm xe thì quý vị và các bạn không có cơ sở để mà so sánh. Còn chúng tôi thì mua bán xe suốt ngày thì chúng tôi sẽ có những cái cơ sở để chúng tôi so sánh những chiếc nào đẹp, những chiếc nào xấu ạ. Bây giờ tôi sẽ nổ máy bật điện lên cho quý vị và bạn xem đấy. Đây, đồng hồ là chạy 7,9 vạn quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này là chúng tôi mua về thì nó cũng là chủ thứ hai rồi. 7,9 vạn là tôi để nguyên, tôi không tua nhé. Tôi cam kết là tôi không tua, tôi không nói sai với quý vị và các bạn một tí nào ạ. Vì cái đồng hồ này là tôi mua về nó quả thực là nó chạy cũng ít cho nên là không phải tua nữa. Đấy, rất là đẹp luôn này. Và xe thì táp bi cũng rất là đẹp, táp lô cũng rất là mới này. Và chủ xe cũng đã lắp thêm cái màn hình giải trí này, từ nghe nhạc này cho đến camera lùi thì đã có hết rồi. Thì quý vị và các bạn yên tâm nhé, có thể đầu DVD sẵn sàng rồi để nghe, không phải lắp thêm, không phải thêm vấn đề gì nữa cả, chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi ạ. Đấy, rất là đẹp mà chỉ có 200 triệu đồng, 205 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe ô tô. Đấy, rất là đẹp như thế này rồi. Phần cốp tôi sẽ mở cái phần cốp ra cho quý vị và các bạn xem, tôi quay giới thiệu hết cho quý vị và các bạn. Khóa điện điều khiển từ xa nhé quý vị và các bạn ạ. Đấy, đây là cái phần cốp này, dòng sedan cho nên là xe cũng đã được trang bị là những cái cốp của nó rất là rộng. Đấy, rất là đẹp luôn đấy. Cụm đèn sau cũng vậy, cụm đèn sau cũng rất là mới này. Đấy, chưa có bị cong vênh hay là nứt vỡ gì cả đâu ạ. Sau 10 năm sử dụng rồi đấy ạ. Sau 10 năm sử dụng thì chiếc xe này chất lượng thì nó như thế nào thì quý vị và các bạn sau khi xem xong cái video này thì quý vị và các bạn cũng tự đánh giá được rồi, đúng không ạ? Đấy, đây là cái táp bi cửa phía sau bên phụ này, rất là đẹp luôn đấy ạ, đều xe. Và đây cho quý vị bạn xem về những cái phần trần nỉ này, trần nỉ nó còn sạch sẽ đẹp đẽ như thế này cơ mà. Những chiếc xe mà chạy dịch vụ, những chiếc xe mà chạy khách, những chiếc xe mà chạy nhiều ấy thì là những cái trần nó không còn được đẹp như thế này đâu quý vị và các bạn nhá, không bao giờ còn được mới như thế này nữa đâu ạ. Tôi khẳng định một điều là nếu như chạy nhiều không bao giờ được đẹp như thế này nữa. Đấy, đây là cái phần táp bi cửa này, trước bên phụ này, keo chỉ còn nguyên bản ạ. Đấy, rất là đẹp, rất là mới, rất là đều xe đấy ạ. Vô lăng cần số nguyên bản hết đây quý vị và các bạn ạ. Đấy, vô lăng cần số nguyên bản, tuy có xước sát một chút sau 5 tháng sử dụng thì những cái thấy đấy thì không thành vấn đề quý vị và các bạn ạ, vì là nó xước sát là những cái chuyện hết sức bình thường rồi ạ. Đấy, vô lăng cũng còn nguyên nhé, tôi chưa thay tay số, tay phanh. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và xe thì như chiếc xe này thì gương là gương chỉnh cơ thôi quý vị và các bạn nhé. Đây, ngày xưa là những chiếc xe này nó ở cái phân khúc xe cỏ, gương chỉ là gương chỉnh cơ thôi. Đấy, kính thì mới là kính chỉnh điện chứ gương thì là gương chỉnh cơ. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu về cái phần động cơ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn xem về những cái phần ốc cabo này, cho đến keo chỉ của cabo này cũng còn nguyên này, keo chỉ còn nguyên nhé. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là va chạm gì từ cái phần đầu này cho nên là nó còn nguyên bản này. Đấy, ốc ác cũng còn nguyên bản hết. Và điều đặc biệt thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, sau 10 năm sử dụng và cái động cơ này của nó còn nguyên bản hết nhé, chưa có làm lại máy này,
đến cái gioăng mặt máy này cũng còn cơ quý vị và các bạn ạ. Đấy, gioăng mặt máy còn này, ốc mặt máy còn nguyên này và rất là đẹp đấy. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Và thưa với quý vị bạn, những cái đời sâu như thế này thì chúng tôi cũng nên dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi một chút để cho quý vị và các bạn này xem nó được dễ hơn. Vì nếu như mà những cái xe mà máy dầu cơ, ướt át thì tôi hay phải khô khan thì tôi hay phải để lại. Chứ còn những chiếc xe này đời nó sâu quá rồi, sau nhiều năm sử dụng rồi thì tôi cứ dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi cho nó sáng sủa hơn một chút nữa. Đấy, cho nên cái động cơ của nó bây giờ rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe Daewoo Lacetti số sàn thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi, để ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị và các bạn ấy là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ấy. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Daewoo Lacetti EX 2011 này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 205 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.